ban thực hiện đài truyền hình Việt Nam. Và hôm nay rất là vinh dự gặp lại nhân vật của cháu, nhân vật của cháu trong phim. Nhưng mà đây là trong một cái phỏng vấn, một chương trình câu chuyện thu nhập bài ca của chương trình Ca Sở Hồ VTV1. Nhưng mà hôm nay thật sự rất là xúc động, vì qua chương trình câu chuyện thu nhập bài ca của cháu ở trên VTV1 thì có một câu nói của cô Đào Ái Việt: không có một bà mẹ Việt Nam nào muốn mình trở thành bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và cái đấy làm cho chúng cháu cái nỗi đau mà sự cái giá trị của cô Đào Việt để lại cho thế hệ trẻ nó vô cùng quý giá. Và cháu một lần nữa thay mặt cho mình làm chương trình về thế hệ trẻ.
cũng xin thưa với tất cả mọi người rằng là cô đi từ Lâm Đồng rồi về Hồ Chí Minh, đi đâu thì cô cũng không biết được hành trình của cô. Thì tôi nghĩ đây là một cái niềm tin rất lớn, và trong một trận đấu tôi nghĩ là chiến lược tương đối rõ ràng, rất chiến rõ ràng kỹ lưỡng. Thì chúng tôi đến với Hà Tĩnh thì khi cô về được họ thì tối cô về được họ thì sáng sau là trưa sau chúng tôi có mặt này để cùng với cô. Thì hôm đó thì chúng tôi có một cái ý nguyện của người lãnh đạo đến với họ là sẽ cùng với cô đến một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nhiều thứ nhất. Thì bà sinh năm 1903 làm viên phụ sinh năm 1917. Thì cũng phải nói với mọi người rằng là tôi nghĩ mà cái từ trái tim đến trái tim của mình, thì tôi nghĩ nên đối với anh chị này chưa, tôi nghĩ một người để chúng ta nói nó ấm áp vô cùng. Mà tôi nghĩ được, tôi quan sát những hành động của cô ấy người mẹ thì tôi cảm thấy là tôi chưa bao giờ có, mà tôi được người sống rất nội tâm. Thì về đến là vào đến phòng của mẹ thì phòng rất là sạch sẽ, thì cô ấy biết là nhất là cái áo của mẹ để ở đâu, cần phải mặc cho cô như thế nào, và trong ảnh tôi đây máy cũng được mặc tôi để hết. Thì mặc vào cho mẹ thì cô ấy lại nói là các cháu ạ, đi vào thắp hương cho anh. Thì tôi kể cho một cái này là vì từ nãy giờ tôi cũng không biết quan sát thì cũng là tức hết sức điên điên, mà chỉ lúc bấy giờ chỉ tôi với cô ấy là tình biết. Thì chúng tôi cũng đoàn lãnh đạo lên thọ mới xa cùng với là tôi vào thắp hương xong thì ra là mặc áo cho mẹ xung quanh quê quần trong một cái ghế. Thì khi chúng tôi thắp hương ra và ngồi trên ghế thì có một con mũi khen cứ quay quẩn quay trước mặt. Thì tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhận biết ngay thì tôi đang muốn nói gì. Tôi thua thì cô cũng nói rồi, thế là chúng tôi làm những việc này. Và tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy là sau cái cuộc đi đó thì tôi thay đổi về tư duy, và tôi nghĩ rằng là tôi bây giờ thì cũng không còn ít tuổi nữa, nhưng đối với tôi thì tôi rất là, và tôi luôn trân trọng cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng là về truyền tải lại cho thanh niên, cho thế hệ trẻ bây giờ, tôi nghĩ một cái từ mà chúng ta cũng được quyền đầu tiên tạo ra đó là một cái đơn. Khi chúng ta biết đơn rồi thì chúng ta sẽ làm rất nhiều, và chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những tiêu cực trong cuộc sống này để cho chúng ta đến gần nhau. Và nếu như lòng biết ơn thì chúng ta sẽ gần nhau mãi mãi, gần nhau mà chúng ta sẽ làm được việc tốt. Và có một cái câu nói rất là hay trong bài hát của nhạc sĩ một rừng cây và một đời người Trần Long Bạn, đúng không ạ? Gần nhau thì cây sẽ thẳng, và chúng ta đến cũng như vậy. Thì tôi nghĩ là tôi rất cảm ơn cô, không những là cho riêng tôi mà cho tất cả mọi người một cái tư duy mà tôi ngồi để tâm sự với cô bảo cùng nhé, đây không phải sự gọi là ý người, tôi đồng ý rồi. Và tôi nghĩ bao nhiêu những lời nói, bao nhiêu những cái gì chúng ta nên đều là cái đủ cả, nhưng chúng ta thầm nhận rằng chúng ta hãy làm như vậy để cho chúng ta tất cả những người phải tốt hơn. Và hôm nay trong mỗi cái công việc này, trong một cái thời gian có khác, thời gian có hạn, thì tôi chỉ nói với mọi người ngắn như vậy, nhưng tôi nghĩ như thế là rất nhiều việc. Và cô Xuân luôn luôn chúc cô cứ bền bỉ tương phương hướng như này của dạy em của anh. Và tất cả những việc làm của cô thì cháu nghĩ rằng đó là một lời tri ân mà, và cháu cảm ơn cô một lần nữa. Và cháu mong sau này khi kết thúc cuộc thi của cô thì cháu sẽ được một lần nữa nói